Mình học lớp 3 tổng sơ đồ Thầy Sơn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về sơ đồ tổng quan số có 5 chữ số, gồm có 4 nhánh. Nhánh thứ nhất là sử dụng để why, ví dụ thực tế, biểu diễn số dân số một xã, biểu diễn số gà trong trang trại, sử dụng để mua bán, tiền để mua bán, kết nối kiến thức cũ số có 4 chữ số, kiến thức hiện tại số có 5 chữ số. Nhánh thứ hai, kiến thức cần nhớ what, số có 5 chữ số, ví dụ 12.345, số 1 hàng chục nghìn, số 2 hàng nghìn, số 3 hàng trăm, số 4 hàng chục, số 5 hàng đơn vị. Hoặc là 12.345 bằng 10 chục nghìn, 3.340 và 5 đơn vị. 100.000 bằng 100.000 bằng 10.000 bằng 1 vạn, bằng 10 vạn. So sánh từng hàng. Ví dụ 13.214 lớn hơn 12.314. Nhánh thứ 3, các nội dung bài học. How? Nội dung 1, phân tích cấu tạo số. Ví dụ đặt số 12.315 31.256. Nội dung 2, so sánh. Ví dụ so sánh 11.267 và 21.987. Nhánh thứ 4, kế hoạch hành động. Quan trọng mục tiêu hàng ngày, con tự vẽ sơ đồ tổng quan hàng ngày. Tổng quan, con thức trình sơ đồ tổng quan, con luyện tập, bài tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.